Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Sơn đã tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết, trao những phần quà xuân, động viên cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Không khí se lạnh của những ngày cuối năm dường như được xua tan bởi sự ấm áp của tình gắn kết đoàn viên công đoàn. 430 xuất quà Tết được Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn trao tặng tận tay tới các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy giá trị vật chất không cao nhưng mang ý nghĩa sẻ chia, đồng hành để mỗi đoàn viên đều vui xuân ấm áp đủ đầy. Khi nhận được quà từ các cấp từ công đoàn, tôi cảm thấy là cũng như là tất cả các đoàn viên cảm thấy rất là vui sướng và hạnh phúc khi trong dịp Tết đến xuân về được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Tết sum vầy, xuân gắn kết còn được đoàn viên các công đoàn cơ sở quận Hoàng Sơn truyền tải thông điệp ý nghĩa qua phần thi, trang trí và trưng bày mâm ngũ quả mừng xuân Quý Mão 2023. Những mâm ngũ quả đặc trưng vùng miền được trang trí đẹp mắt và tất cả đều mang ý nghĩa mong muốn về một mùa xuân bình an, sum vầy đến với mọi người, mọi nhà. Thì công đoàn, các cơ quan khối chính quyền trưng bày mâm ngũ quả với chủ đề Tết bình an, xuân sum vầy, và đó cũng là hy vọng của chúng ta về một mùa xuân mới, xuân Quý Mão năm 2023 bình an, hạnh phúc, ấm no. Thì đây là một hoạt động nhằm vừa là tạo cái sân chơi bổ ích cho đoàn viên người lao động, thứ hai là cũng để nâng cao cái nhận thức của người đoàn viên người lao động về một cái Tết truyền thống của Việt Nam. Các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động sẽ được các cấp công đoàn quận Hoàng Sơn tiếp tục nỗ lực thực hiện. Tất cả vì đoàn viên, người lao động được vui xuân đón Tết ấm áp, yêu thương.